xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, câu chuyện người chồng ở Phú Yên sau khi đi xuất khẩu lao động về bỗng phát hiện hai người con trai không phải con ruột của mình đã nhận về nhiều quan tâm chia sẻ từ cộng đồng mạng. Trong khi mọi diễn biến đang được dư luận ngóng đợi, người vợ đã mạnh dạn trả lời báo chí rằng vụ việc này vẫn chưa biết ai đúng ai sai. Vụ chồng đi xuất khẩu lao động về phát hiện hai con không phải của mình, người vợ lên tiếng. Anh BVL, sinh năm 1986, sinh sống và làm việc tại tỉnh Phú Yên. Tới năm 2012 thì anh kết hôn với vợ. Sau khi kết hôn được một khoảng thời gian thì anh đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc để trang trải cuộc sống, chăm lo cho gia đình mới. Cho tới năm 2013, anh L đón đứa con trai đầu lòng. Lúc đó anh vẫn còn làm việc tại nước ngoài. Hay tin vợ mang thai và sinh con, anh càng gửi nhiều khoản tiền về nhà để trả nợ, mua nhà và chăm lo cho vợ con. Mãi tới cuối năm 2018, anh mới có cơ hội về nước gặp lại gia đình. Năm tiếp theo, vợ anh lại mang thai và hạ sinh thêm một bé trai nữa. Cuộc sống gia đình tưởng chừng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi hai đứa con được lớn lên trong vòng tay ấm áp, sự đùm bọc yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Viễn cảnh gia đình ấy đẹp nhưng tiếc là nó không diễn ra được lâu dài. Tháng 8 vừa qua, anh L nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện khác lạ, thường đi sớm về khuya hay báo đi công tác. Sinh nghi, anh âm thầm theo dõi thì phát hiện vợ đi ra từ nhà nghỉ với một người đàn ông lạ. Sau đó, anh liền tìm tới một cơ sở xét nghiệm ADN tại Phú Yên để kiểm tra huyết thống của anh và hai người con. Nỗi nghi ngờ của anh đã đúng, kết quả cho thấy rằng anh L và hai bé trai không cùng huyết thống. Lúc ấy, anh L rất bàng hoàng và lo sợ. Anh tiếp tục bỏ ra 8 triệu để xét nghiệm lần thứ hai tại Viện Công nghệ ADN và Phân tích Di truyền. Và chẳng có may mắn nào tới với anh, kết quả xét nghiệm lần 2 trùng khớp với kết quả xét nghiệm lần 1. Được biết, anh đã nộp đơn ly hôn lên chính quyền địa phương chờ xét duyệt. Trước đó, vợ anh cũng tự nguyện rời đi mà chưa cho anh một lời giải thích chính đáng về sự việc này. Người vợ cũng mạnh dạn chia sẻ với báo chí rằng, chưa biết ai đúng ai sai mà thông tin trên mạng xã hội ảnh hưởng tới các cháu. Với thái độ cứng rắn, tỏ rõ lập trường của chị vợ, cư dân mạng lại xôn xao bàn tán liệu có uẩn khúc gì sau sự việc không, khi xét nghiệm ADN đã là bằng chứng xác thực nhất chứng minh chị đã lén lút ăn nem sau lưng chồng. Ngoài đơn ly hôn, anh BVL cũng gửi đơn tố cáo một cán bộ đang công tác tại cơ quan thuộc tỉnh Phú Yên vì anh nghi ngờ chính là người đàn ông đã có quan hệ bất chính với vợ mình. Qua xác minh sự việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa cho biết không có cơ sở nào để xác định người vợ và người đàn ông bị tố cáo có phát sinh chung sống như vợ chồng, vì vậy xác thực quan hệ bất chính này không có dấu hiệu tội phạm. Anh L đau đớn và bất lực chia sẻ, tôi chẳng thể nào tin được, thanh xuân tôi chôn vùi khi xuất khẩu lao động để kiếm tiền, gửi về cho vợ mua nhà, mua xe, nuôi con, nhưng vợ tôi lại phản bội tôi như vậy. Dù vậy, anh L vẫn mong muốn được tiếp tục chăm lo và nuôi dưỡng các con. Anh cho rằng, bao năm qua, đồng hành cùng các con, anh cũng đã dành nhiều tình cảm của một người cha, một bậc sinh thành nên không nỡ để các cháu rời xa mình, không muốn để các con phải sống trong hoàn cảnh thiếu đi tình yêu thương của người cha hay người mẹ trong cả quá trình trưởng thành ở phía trước. Mặc dù phát hiện bị vợ phản bội, hai đứa con mình nâng niu không phải con ruột, anh L vẫn một mực dành tình cảm cho con. Ngoài đơn ly hôn, anh L cũng gửi đơn lên tòa yêu cầu xác định cha ruột cho con mình vì quyền nhân thân của các cháu. Người phát hiện hai con không cùng huyết thống yêu cầu xác định cha của trẻ. Ngày 5 tháng 10, anh L cho biết đã có đơn gửi tòa án yêu cầu được ly hôn với vợ mình. Trong đơn ly hôn, anh L trình bày rằng vợ mình có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, gây đổ vỡ hôn nhân. Anh nêu bằng chứng việc bị vợ phản bội là hai con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của hai người, không có quan hệ huyết thống bố, con với mình. Ngoài nội dung ly hôn, anh L còn gửi đơn lên tòa yêu cầu xác định cha cho con mình. Anh cho rằng căn cứ kết quả xét nghiệm ADN đề nghị xác định giữa anh và vợ không có con chung. Từ đó, người chồng yêu cầu tòa ra phán quyết hai con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân giữa hai người không phải là con của anh L, đồng thời yêu cầu xác định cha ruột của các cháu. Anh L trình bày đề nghị cơ quan chức năng xác định cha ruột của hai cháu vì quyền nhân thân của các cháu. Về người đàn ông là cán bộ tại một cơ quan tại Phú Yên, anh L đã làm đơn tố cáo lên cấp cao việc người này có quan hệ bất chính với vợ mình. Anh L nêu thông điệp, người này muốn chứng minh bản thân trong sạch, hãy xét nghiệm ADN. Anh L nói, nếu người này muốn chứng minh bản thân trong sạch, hãy xét nghiệm ADN cùng các cháu, kinh phí tôi sẽ chịu.
Theo thông tin đăng tải trên báo điện tử Dân Trí, trao đổi về những vấn đề pháp lý đặt ra trong vụ việc trên, luật sư Nguyễn Tường Linh, đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa phân tích, hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng được quy định tại Điều 182 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nêu rõ, người nào đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ, bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Với các trường hợp làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Tuy nhiên, điều kiện cấu thành tội danh này là người vi phạm phải chung sống như vợ chồng. Ở khía cạnh khác, luật sư Phạm Hồng Phúc, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cho rằng pháp luật chưa có quy định một cách cụ thể, cũng chưa có án lệ nào về quyền yêu cầu người vợ không chung thủy bồi thường trong trường hợp pháp lý như trên. Tuy nhiên, trong thực tế, đã có tòa án giải quyết chấp nhận yêu cầu của người chồng, buộc người vợ phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho người chồng do lừa dối, có con với người khác trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp này, tòa án đã áp dụng nguyên lý lẽ công bằng được quy định trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Tình huống này được phân tích, hoạt động của con người là hoạt động có ý thức, mọi việc làm đều có mục đích. Người chồng nuôi dưỡng, chăm sóc con nhằm mục đích được hưởng lợi về mặt tình cảm và trông cậy lúc tuổi già. Mục đích ấy trong trường hợp này không đạt được do hành vi sai trái, gian dối của người vợ. Như vậy, người vợ được xác định đã gây thiệt hại cho chồng phải có trách nhiệm bồi thường. Việc đó phù hợp với quy định chung của pháp luật và vì lẽ công bằng. Luật sư Phạm Hồng Phúc còn chia sẻ thêm, đối với việc giải quyết ly hôn, tòa cũng sẽ xem xét nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân để phán quyết. Luật sư Phúc cho hay, người nào có lỗi dẫn đến đổ vỡ hôn nhân thì bất lợi hơn trong việc phân chia tài sản. Dù vậy, đây cũng chỉ là một yếu tố để tòa xem xét. Còn phán quyết về việc phân chia tài sản liên quan đến nhiều vấn đề khác như công sức xây dựng, đóng góp để tạo dựng khối tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Đặt mình vào vị trí của anh L trong câu chuyện trên, chắc hẳn không nhiều người có thể giữ được sự bình tĩnh để suy tính đến quyền lợi của con trẻ và những tổn thương sẽ xảy ra đến với chúng trong tương lai. Điều đó càng cho thấy tình cảm sâu sắc mà anh L dành cho những đứa con dù không cùng huyết thống. Liệu sau thái độ cứng rắn của người vợ, những tình tiết nào sẽ được hé lộ tiếp theo? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!